Chào anh em nhá. Anh em và tôi vẫn đi làm con ngó ngán đánh tất cảnh mà cùng mới đầu tiên làm cái tốt nên chưa biết được, chưa biết cách thức thế nào, nhưng mà giờ vô đây nhờ bà con chỉ ở chơi giúp để học hỏi cho giỏi hơn. Đây là con ngán bà tôi vừa làm xong nhưng mà không quay được vì là đi giữa trời nắng quá. Đó. Con ngán hai anh em vừa đi đi bắt về con kho dễ dở đó. Thế mình đi là anh em chế biến món tất cảnh với Tám ơi. Xuống ngồi đúng không? Như anh em mà tôi là chiến dịch đánh thực cánh thôi. Bây giờ coi thôi. Mà dạo này có tình hình dịch bệnh căng quá nên anh em không dám tổ chức chỗ đông bị lên đến bàn. Đến bàn này là hai anh em mình lâm liếm. Thờ đá phụ gọi lên những một nãy ba quán không? Đấy. Chào bạc con. Làm việc đi. Mà thôi chặt đi, chặt ra đi. Ừ. Tí hả? Chặt lúc nó quay qua nữa. Quay. Đặt đấy cũng tên ở hình. Bây giờ đặt đấy hơi xu để thổi mới cả. Xong rồi. Ấy gọi nhu cầu ăn tất cánh lên thề hai anh em nhá. Tất cánh giờ coi đi chuẩn bị mở quán lớn sân bạc. Lần đầu làm YouTube bỡ ngỡ như nội dung mới về thì gì chào 500 anh em và những người chưa xem. Tóm người quay không câu rồi. Lên thì ai nhỉ? Hả? Lên thì ai nhỉ? Thế là dây đắng. Có chi mà dây, tôi không đặt gì đâu. Giờ là tình hình dịch bệnh Covid nên là anh em làm thêm cái YouTube để kiếm thêm hộp sưởi để có ăn chứ có gì đâu. Có gì đâu mà ly, ta ăn tối gặp gì đâu mà ly. Cái này là
Ba quán nhờ bố ủng hộ với lại tên nhiều nhiều cho tôi giải để tôi phạt phí ngay hay hơn nữa nhé. Bữa bữa nay mình định cho lãi thì cho 5.000 mời chứ phạt. Bộ phiểu chứ. Tinh hơn nhưng mà bị về bị đưa vào học thêm quả nội đấy chứ làm MC vẫn lên phải được đúng quá. Xong luộc một tấc. Mỏng nhé. Luộc nó luộc nó lại nói thế. Mỏng nó luộc máu thôi. Mỏng như lại như là nên đi gà thì mà ăn nấu. Mà cái gà ngon lắm. Đó, tình hình dịch bệnh nha, tích lý ở nhà ở công an việc làm. Sau đây anh đau là tôi sẽ thử giúp cho anh em một nắm lấy được cái. Em nhớ lấy tinh đi thả tinh nhiều vào nhé. Để được 6 cân cân thả con nhảy hơn. Thank you.
Lương đập đẹp đấy. Có thở không? Đẹp đấy. Ngắn bảy mét này, đấy mình ngắn 2.5 được bảo đây được không? Con đuôi được không? Thank you.
thì cắt ra. Làm gì đi? Làm gì được không? Con rửa tay mất, để thế thì chào bác con đi. Chào bà quán nha, để anh em bà tôi chạy biển cho chín hôm nay quay tiếp nha.